Nguyễn Tiến Minh mất vị trí số 1 cầu lông Việt Nam sau 21 năm. Theo bảng xếp hạng được BVFF công bố hôm 14 tháng 3, Nguyễn Tiến Minh giữ vị trí 165 thế giới, tụt 2 bậc so với thứ hạng trước đó mà tay vợt này có được. Tổng điểm hiện tại của Nguyễn Tiến Minh là 8.720 điểm. Ở chiều ngược lại, Nguyễn Hải Đăng tăng 5 bậc lên vị trí 163 thế giới, với tổng điểm 8.910. Điều này đồng nghĩa với việc Nguyễn Hải Đăng hiện xếp trên Nguyễn Tiến Minh 2 bậc, trở thành tay vợt có thứ hạng cao nhất Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên sau 21 năm, Nguyễn Tiến Minh không còn giữ được vị trí số 1 cầu lông đơn nam Việt Nam. Thứ hạng nói trên của Nguyễn Tiến Minh cũng không khó lý giải. Cựu số 1 Việt Nam hiện đã 40 tuổi, không còn ở đỉnh cao phong độ. Đồng thời, Tiến Minh cũng không còn dẻo dai để tham gia nhiều giải đấu quốc tế như trước. Với Nguyễn Hải Đăng, dù tạm giữ thứ hạng số 1 Việt Nam, nhưng vị trí 163 của tay vợt này khó sánh được với đẳng cấp của Tiến Minh, thời Tiến Minh còn ở đỉnh cao.